Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khôi Ngọng. 8GB RAM, 256GB SSD, đó là mức cấu hình được đánh giá là tốt với những mẫu laptop tầm giá dưới 15 triệu vào năm 2022. Nhưng thực tế thời điểm hiện tại chỉ với số tiền cỡ khoảng tầm 13 triệu thôi, các bạn đã có thể sở hữu mức cấu hình tốt hơn rất là nhiều với 16GB RAM, 512GB SSD, cũng như việc chúng ta sẽ có Windows 11 bản quyền, thiết kế thì bỏng nhẹ, chưa kể là có cả cảm biến vân tay nữa. Và cụ thể cái mẫu laptop mình đang muốn nói đến đây nhá, đó chính là em trên bàn Asus VivoBook Go 14. Một cái mẫu laptop mình thấy rằng thực sự mức cấu hình của nó quá là ngon luôn. Và nếu bạn chưa đến sự tồn tại của laptop này cũng như chơi hiểu biết quá nhiều ấy, hôm nay mình sẽ chia sẻ bạn với em laptop này. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cấu hình, điểm mạnh của em Asus VivoBook Go 14 này. Cụ thể nó sẽ sở hữu con chip đó chỉ là Ryzen 5 7520U cũng như là 16GB RAM và 512GB SSD. Và đây có lẽ là một trong những mức cấu hình thuộc hàng khủng nhất phân khúc mà trong tầm giá tiền 13 triệu bạn có thể tìm thấy được. Và trước khi làm về em này thì mình cũng đã tìm hiểu qua một số sản phẩm rồi. Thậm chí trong phân khúc 13 triệu các bạn sẽ tìm thấy rất nhiều những sản phẩm nó vẫn sẽ chỉ có 8GB RAM cũng như là 256GB SSD mà thôi, thấp hơn em này rất là nhiều. Mà RAM và SSD của em này nhá, chúng ta cũng sẽ đều là những chuẩn rất là cao luôn, cụ thể là LPDDR5 cũng như là chuẩn NVMe PCIe 3.0. Và cái lợi ích đầu tiên của việc các bạn sở hữu nhiều RAM là gì? Đó chính là chúng ta có thể lướt thoải mái với hàng chục tab Chrome. Và chắc chắn rồi, nhiều bạn sẽ có thói quen giống mình, đó chính là khi mà chúng ta mở trình duyệt lên nhá, chúng ta sẽ mở hàng loạt các tab. Và tất nhiên là việc đóng tab ấy rất là hiếm khi luôn. Nó tiện cho việc bạn theo dõi tin nhắn này, thông báo, check mail, mua sắm. Với em này nhá, mình mở cỡ khoảng tầm 15 tab gồm có Facebook, YouTube, web ấy thì nó cũng sẽ chỉ ngốn cỡ khoảng tầm 9GB RAM mà thôi. Còn về phần SSD nhá, như bạn biết chúng ta có càng nhiều chúng ta sử dụng càng thoải mái và tốc độ của SSD thì cực kỳ là nhanh luôn nếu mà so sánh lại những ổ cứng HDD bình thường. Còn con chip Ryzen 5 7520U ấy là một chip tiết kiệm điện không quá mạnh nhưng mà vẫn đủ để bạn sử dụng những tác vụ bình thường như cả chúng ta sử dụng hàng ngày này, lướt web, lướt Facebook các thứ vân vân, edit các cắt nhẹ nhàng hoặc các bạn làm vài ván CS:GO giải trí cũng được luôn. Và để mà nhận xét công bằng nha, với cá nhân mình nghĩ cấu hình này quá khỏe để bạn có thể sử dụng trong tầm giá khoảng tầm 13 triệu thoải mái cho các thao tác bình thường. Nói xong về phần cấu hình đã là một điểm mạnh em này rồi ấy, thì chúng ta sẽ nói về phần thiết kế nhá, bởi vì đây cũng sẽ là một điểm mạnh nữa của em này. Khi mà trọng lượng của nó ấy, sẽ chỉ là 1,38kg mà thôi, có thể dễ dàng sử dụng một tay hoặc là chúng ta mang đi mang lại mà không sợ trọng lượng quá nặng. Đã thế sạc của em này cũng là nhẹ luôn, sạc của nó sẽ chỉ là sạc 45W và nó kích thước của nó sẽ chỉ cỡ tầm này mà thôi. Vậy nên các bạn thoải mái mang đi làm, mang đi chơi, mang đi du lịch cũng được luôn. Và em này cũng sẽ có một điểm mạnh nữa, đó chính là bề dày của nó ấy, sẽ chỉ là 17,9mm mà thôi. Và nhiều bạn sẽ nghĩ em này mỏng nhẹ như vậy ấy, thì độ bền của nó sẽ là một cái dấu chấm hỏi đúng không? Thực tế các bạn không phải lo về vấn đề này, bởi vì em này đã đạt chuẩn quân đội, đó chỉ là STD810H. Nó sẽ vượt qua hàng chục các bài thử nghiệm về độ bền khác nhau, ví dụ như kiểu chúng ta va đập, chúng ta rơi này, rung này, đủ các thể loại luôn. Vỏ em này ấy, thì dĩ nhiên là vỏ nhựa, nhưng bạn cứ yên tâm bởi vì nó đã vượt qua các bài thử nghiệm độ bền. Còn về bản lề các bạn cũng không phải lo nhá, em này có bản lề gập đến 180 độ, và khi chúng ta sử dụng ấy, chẳng may ai đi qua vạt quẹt ấy, thì các bạn không sợ hỏng bản lề. Còn về cổng kết nối ấy, thì em này cực kỳ đầy đủ luôn. Cụ thể chúng ta sẽ có cổng USB 2.0 ở đây. Ngoài ra các bạn sẽ có thêm rất là nhiều những cổng, ví dụ như một cổng USB A này, chuẩn 3.2 này. Tiếp theo chúng ta sẽ có cổng USB-C cũng chuẩn 3.2 luôn. Ngoài ra những cái như HDMI này, 6 giắc 3.5mm đều có đầy đủ. Thế nên với em này ấy, bạn nào là học sinh, sinh viên ấy, chúng ta mang đi học, chúng ta mang đi làm, các bạn muốn trình chiếu cũng được luôn nhá. Em này sẽ là HDMI 2.0. Còn nói về bàn phím của chiếc Asus VivoBook Go 14 này ấy, thì hành trình phím sâu chính là một điểm cộng của nó khi cảm giác gõ rất là thoải mái luôn. Hành trình phím đến 1,4mm và chúng ta ấy, mặt phím cũng sẽ làm nhám, không bám quá nhiều mồ hôi dấu vân tay. Thế nên cảm giác gõ của nó mình thấy rằng thoải mái trong tầm tiền này. Tất nhiên với một sản phẩm giá rẻ cũng là trọng lượng nhẹ, cảm giác gõ của nó nha, mình thấy rằng nó vẫn sẽ flex nhẹ. Nhưng đây là một điều hiển nhiên rồi, thế nên chúng ta hoàn toàn bỏ qua được và nó không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm của các bạn. Touchpad nhá, thì mình thấy rằng trong tầm giá này vuốt ổn, không rít quá. Điểm cộng lớn nhất đó là chúng ta sẽ có cảm biến vân tay tích hợp ở đây, thế nên mở máy cũng tiết kiệm hơn 69 lần, đỡ phải nhập mật khẩu. Ngoài ra webcam em này chúng ta cũng sẽ có cái màn chập riêng tư để che đi những lúc mà các bạn không muốn show cam ra mà chúng ta thao tác thủ công, thế nên nó cũng sẽ chắc chắn nhá, tránh hiện tượng mà bạn cứ nghĩ là tắt cam rồi nhưng thực tế là chưa. Cái này thì mình đã gặp rất là nhiều rồi. Còn về phần màn hình ấy, Asus VivoBook Go 14 chúng ta sẽ sở hữu một màn hình 14 inch, độ phân giải là Full HD, sau đó là tần số quét của nó sẽ là 6 Hz và độ sáng tối đa sẽ là 205 nit. Và cái điểm hạn chế này đó chính là việc đến từ tấm nền màn hình nhá, sẽ chỉ là TN mà thôi. Mà để nói về tấm nền TN ấy, thì góc nhìn của nó không quá tốt khi mà chúng ta nghiêng ngả, cũng như màu sắc của nó ấy, cũng sẽ chưa thực sự ngon như màn IPS.
Nhưng các bạn cũng không phải lo lắng quá nhá, bởi vì thực tế mà nói với cái màn hình này, nếu mà bạn muốn cải thiện đấy, chúng ta có thể xuất hình ảnh qua cổng USB 3.2, từ đó các bạn có thể sử dụng trên những cái màn hình như kiểu không gian lớn hơn, có khoảng tầm 24 inch hoặc 27 inch chẳng hạn, không gian làm việc nó sẽ thoải mái. Cái màn hình này chúng ta sẽ đóng vai trò là màn hình phụ mà thôi. Cuối cùng là về pin nhá, em này sẽ sở hữu một viên pin 3 cell ở đây, chúng ta sẽ có dung lượng đó chỉ 42 Wh. Các bạn có sẽ đi kèm với củ sạc đó chỉ 45W là chuẩn DC kiểu này này. Và cái củ này ấy, nó sẽ hỗ trợ sạc nhanh nhá. Cụ thể thì trong vòng 49 phút nó có thể sạc đầy cho bạn 60%. Và một cái điểm hay nữa em này, chúng ta sẽ có đó chỉ chuẩn Wi-Fi 6E. Đây là một cái chuẩn Wi-Fi thuộc hàng gần như mới nhất thời điểm hiện tại. Mới nhất là Wi-Fi 7, nhưng mà cái chuẩn Wi-Fi 6E này nó mới chỉ xuất hiện trên những mẫu iPhone 15 mà thôi. Chưa kể với em ViewBook này, chúng ta sẽ có cả chuẩn Bluetooth 5.3 nữa. Và để tổng kết lại với mức giá của tổng là 13 triệu của em Asus VivoBook Go 14 này, mình thấy rằng cấu hình của nó thực sự quá bá đạo. Ngoài ra chúng ta vẫn sẽ đầy đủ các cổng kết nối, hạn chế có lẽ ở phần màn hình mà thôi, nhưng mà chúng ta có thể xuất sang những màn hình khác để các bạn có không gian trải nghiệm tốt hơn. Và bạn nghĩ sao về em Asus VivoBook Go 14 này thì hãy để lại ý kiến bên dưới nhá. Cá nhân mình nghĩ rằng cái tầm tiền này thực sự cấu hình của nó quá bá đạo rồi. Các bạn muốn hỏi câu hỏi gì ấy, hãy cứ comment bên dưới, mình sẽ giúp bạn trả lời nhá. Còn bây giờ xin chào hẹn bạn trong các video sau, nhấn like và subscribe của mình không ngặng nhá. Bye bye.